Xin chào mọi người, đến với channel Nguyễn Hoàng Anh, ông trùm độ nhạy. Mọi người có xem cái khóa học của Gà Rán rồi anh em về độ nhạy không? Gà Rán bảo là tất cả những dòng khác không quan trọng, quan trọng nhất là cái dòng bên trên. Và đây là chính là bản độ nhạy mà Gà Rán cho tất cả anh em nha mọi người. Cái dòng bên trên nó là 40. Thì tôi có test cái bảng độ nhạy này của Gà Rán được khoảng đâu đó khoảng 2-3 tiếng này. Thì tôi dám khẳng định với anh em là tôi biết rằng là tại sao Gà Rán lại cho chúng ta cái bản độ nhạy kéo tâm đẳng cấp như này. Mà rõ ràng lúc Gà Rán gọi là dạy chúng ta về độ nhạy dạy rất hay. Không quan trọng những dòng khác, chỉ quan trọng dòng bên trên. Mà Gà Rán lại cho chúng ta cái quả 40 thực sự kéo mãi không lên lầu luôn. Đấy, nhìn giật mãi không lên lầu luôn đấy, đấy. Thì giờ tôi biết là tại sao Gà Rán cho chúng ta cái bảng độ nhạy này để chúng ta bắn auto phun vàng. Auto phun vàng thì sao? Thì chúng ta bắt buộc là không hạ gục được kẻ địch, thì bắt buộc chúng ta phải nạp tiền vào để chúng ta mua skin súng để thì chúng ta mới có cơ hội thắng kẻ địch. Đấy, Gà Rán chưa bẩn không? Tức là nếu gà rán sợ cho anh em độ nhạy ngon cao cao tí anh em vuốt bay đầu kẻ địch thì cần gì phải nạp tiền và mua skin súng gì, đúng không? Cứ 2 viên vào đầu đi một mạng thì cần gì phải nạp tiền và mua skin súng sấy auto giáp mà gì đâu anh em. Thế nên giờ tôi biết là tôi sau cái khóa học của Gà Rán, tôi biết là Gà Rán thâm lắm nha. Dạy lý thuyết thì hay lắm nhưng mà cho anh em quả độ nhạy 40 nó bắn